Xin chào quý vị các bạn. Hiện tại thì tôi đang ngồi ở trên một chiếc xích đu. Và cái không gian này thì chắc là quý vị các bạn đang nghĩ là tôi đang ở một cái công viên nào đấy, hoặc là một cái nhà hàng tiệc cưới nào đấy mà sang trọng 3 sao hoặc là 5 sao. Nhưng mà không phải đâu quý vị các bạn. Hiện tại thì tôi đang ngồi ở ngay cái khuôn viên sân vườn của một cái căn biệt thự. Và căn biệt thự này thì có tổng khuôn viên lên đến là 448m². Đấy, sơ bộ thì quý vị các bạn chúng ta thấy không? Một cái khuôn viên sân vườn nó được bố trí khá là đẹp luôn. Cái thứ nhất là từ cái việc là gạch ốp ở phía bên dưới. Cái thứ hai nữa là chúng ta có những cây đèn ở đây, nó giống như là một cái công viên. Đúng quý vị các bạn. Rồi, chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà Đẹp 192. Ngày hôm nay Tất Thành sẽ cùng với quý vị các bạn, chúng ta sẽ đồng hành và chúng ta sẽ tới mình tham quan một căn biệt thự nằm ngay giữa lòng thành phố luôn. Đó, căn biệt thự này thì thứ nhất là có cái vị trí nó khá là đẹp. Cái thứ hai nữa là công năng thì tôi thấy khá là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ ra phía bên ngoài, mình tham quan về cơ sở hạ tầng trước, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng vào phía bên trong các bạn nhé. Nhưng mà ở góc máy này sơ bộ thôi các bạn này, chúng ta thấy được một cái bộ cổng nó bề thế không ạ? Đấy, nếu mà cái góc máy hồi nãy mà chúng ta nhìn sơ bộ thì tôi nghĩ là chắc chắn là trong số quý vị các bạn chúng ta đang xem video thì quý vị các bạn chúng ta sẽ nghĩ là ở ông Thành này, ông đang ngồi ở một cái khách sạn nào đấy. Đấy, khách sạn 5 sao hay là 3 sao nào đấy. Hoặc là đơn giản thôi, ông này ông đang ngồi ở một cái vị trí công viên. Nhưng mà không phải đâu quý vị. Rồi, chúng ta sẽ cùng ra bên ngoài nào. Một cái bộ cổng rất là hầm hố luôn nhỉ, làm khá là cao. Khuôn viên của căn biệt thự ngày hôm nay sẽ lên đến là 448m², và nằm ở trên một cái trục đường nhựa của phường. Đây quý vị các bạn, trục đường nhựa của phường là đây. Đấy, đường nhựa nhá. Đây, đường này thì khoảng tầm 9m. Đấy, con đường này là con đường thông. Nếu mà chúng ta đi cái hướng ngược lại này thì chúng ta sẽ về với là trung tâm của thành phố. Còn nếu mà đi hướng ngược lại của chúng ta á, thì mình sẽ về với là cái xưởng cấp 2 của cái khu vực này. Và vị trí mà tôi đang có mặt ở đây là phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nha quý vị các bạn. Đấy, ở phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên ngày hôm nay sẽ xuất hiện một căn biệt thự. Đó, căn biệt thự mà chúng ta sẽ cùng tới tham quan, đó chính là căn biệt thự này. Khuôn viên của nó là 448m, thì cái bề ngang của chúng ta sẽ là 8m rưỡi, còn sâu vào trong á là 57m nha quý vị các bạn. Đấy, quý vị các bạn thấy giá man không ạ? Quá rộng rãi luôn. Rồi, bộ cổng này, đây là cái bộ cổng phía trước của căn biệt thự ngày hôm nay. Rất to đúng không ạ? Đấy, nó rất là to luôn, cao to lắm quý vị các bạn. Đấy, cái bộ cửa này đây này, cũng khá là hầm hố luôn. Bên ngoài này thì gia chủ có trồng thêm một ít mảng xanh cho chúng ta. Và bộ cửa này thì ngoài này chúng ta sẽ có chuông để chúng ta nhấn luôn nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào phía bên trong này quý vị. Đấy, chắc hẳn là quý vị các bạn chúng ta đang hào hức và đang chờ đón một cái công trình, một căn biệt thự khá là đồ sộ luôn quý vị các bạn. Căn biệt thự này thì có hướng là Tây Nam, phù hợp với anh chị nào chúng ta thuộc mệnh là Tây Tứ Trạch. Trước khi bước vào khuôn viên của căn biệt thự này thì ngay vị trí đây, ngay vị trí mà tôi đang đứng đây thì chúng ta sẽ có một cái khu vực để cho các bạn chúng ta để xe máy này. Bên trên thì có mái che rồi, đấy, làm mái che rồi. Ngoài ra thì bố trí mảng xanh này kia được bố trí ở đây. Còn hướng đối diện của chúng ta đây thì sẽ là khuôn viên là tiểu cảnh. Đấy, một cây dương sĩ rất là to và được tạo thế rất là hầm hố luôn, đúng không ạ? Bên trong là một cây cọ này, đấy, cây cọ rất là to và rất là cao. Đấy, và nhân vật chính mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tham quan sẽ là đây các bạn. Một căn biệt thự với một trệt một lầu theo phong cách là mái Thái. Và đối với công trình nhà ở ngày hôm nay và căn biệt thự này thì gia chủ sẽ tập trung bố trí là khuôn viên sân vườn. Đối với căn biệt thự này thì chúng ta sẽ còn một cái phần đất ở phía sau nữa, thì cái phần đất đấy thì anh chị chúng ta có thể mình nuôi gà, mình trồng rau đấy, bố trí ở phía sau luôn. Còn phía trước này sẽ là khuôn viên đây các bạn. Đấy, từ cái ngôn ngữ thiết kế và tất cả mọi thứ đây thì nó giống như là tôi đang lạc vào một cái công viên. Từ cái chỗ là thiết kế đường đi cũng rất là hay này. Đấy các bạn thấy không? Bên này thì tiếp tục để bố trí là khuôn viên mảng xanh. Có hai chú hươu ở đây. Bên trong thì được đắp đẹp và tường bao ở đây thì xây rất là cao rồi. Đấy, chúng ta cùng ngắm nhìn một chút xíu về cái khuôn viên mặt tiền đây các bạn. Nó sẽ là một căn biệt thự theo phong cách là mái Thái nhá, mẫu truyền thống. Đấy, ở đây thì sẽ là khuôn viên của chúng ta. Và hai bên đây thì hai bên chỗ khuôn viên đây thì được chủ nhà chúng ta trồng những cây cao vua. Ở đây thì có đến 6 cây lận các bạn. Đấy, rất là to luôn nhỉ. Đó, và những cái trụ đèn ở đây thì
mang tính chất là chúng ta giống như là ở ngoài công viên vậy, như ở bên những cái ngoài công viên để ắp vào cái khuôn viên sân vườn của căn biệt thự ngày hôm nay. Và quý vị các bạn, chúng ta xem video thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh Nhà Đẹp 1992 nhá. Bạn nào mà chúng ta lần đầu tiên tới với kênh, hoặc là bạn nào chúng ta đã xem kênh rồi mà chưa đăng ký thì chúng ta hãy ấn đăng ký để chúng ta theo dõi và cập nhật được nhiều mẫu nhà đẹp ở trên kênh Nhà Đẹp 1992 nha quý vị các bạn. Rồi, vị trí mà tôi ngồi ngay từ đầu video sẽ là ở vị trí này, có một chiếc xích đu ở đây. Đó, bên này thì khá là nhiều đấy, cây phát tài núi rồi mảng xanh thì được bố trí ở đây. Ngoài ra thì dẫn vào trong này đây thì cái khu vực mà có nghĩa là theo tôi nghĩ là nó mát nhất và nó ăn tiền nhất, đó chính là khu vực hồ cá koi ở đây các bạn này. Hồ cá koi ở đây thì được gia chủ làm và thiết kế theo một cái không gian mở. Thì khi mà với một căn nhà hoặc là một căn biệt thự mà chúng ta có hồ cá koi ở ngay phía trước nhà á, thì cái thứ nhất về phong thủy nó rất là tốt. Và cái thứ hai nữa thì cái việc mà có hồ cá này, có nước như thế này thì nó giúp là chúng ta điều tiết được cái không khí khi nào cũng trong lành. Và cái thứ ba nữa, cái chính ở đây là gia chủ muốn là có một tí nước, có một tí núi để nhớ về quê hương, đúng không ạ? Mang đậm chất quê hương. Dưới này thì đang nuôi hồ cá koi. Và những cái tảng đá ở đây thì được làm và bố trí cũng khá là cầu kỳ. Đấy, về cái chi phí của cái công trình mà làm cái hồ cá koi này thì cũng khá là nhiều luôn quý vị các bạn. Đấy, rất nhiều, được bố trí khá là nhiều. Và đây thì có thêm những cây cầu để trang trí. Và ở bên này, thì nó giống như một cái quả núi. Ở trên cao có nước chúng ta chảy xuống dốc rách ở đây. Đấy, quý vị các bạn, chúng ta có thấy là nó thôn quê và nó đẹp không quý vị? Đấy, ở bên ngoài thì chúng ta giống như một cái công viên. Còn ở đây thì là hồ cá rồi thì thác nước này kia chảy dốc rách ở đây. Khá là đẹp. Và bản thân tôi nghĩ thì tất cả mọi ngóc ngách của cái khuôn viên sân vườn này thì quý vị các bạn chúng ta đều có thể check in được. Đấy, đứng ở đây chúng ta chụp một tấm hình thì cũng khá là ok luôn, đúng không ạ? Khuôn viên của căn biệt thự này thì khá là rộng, nên là gia chủ sẽ tập trung bố trí cái phần phía trước này sẽ là khuôn viên sân vườn, rồi là hồ cá koi. Và căn biệt thự này thì sẽ có là 150m² thổ cư, thì chủ nhà sẽ tập trung xây dựng trên cái phần đất thổ cư đấy. Còn lại là phần trước, phần sau. Phần trước thì chúng ta sẽ bố trí là khuôn viên sân vườn hồ cá koi. Còn phía sau á là dành một cái khoảng không gian để chúng ta là nuôi gà, chúng ta trồng rau. Rồi, gốc máy này chúng ta đang thấy được toàn cảnh này quý vị các bạn này. Đấy, đây thì có những cây bonsai được bố trí khá là đẹp luôn. Và nó khá là rộng, đúng các bạn. Đấy, cực kỳ rộng, rộng dã man luôn. 448m², thì bề ngang sẽ là 8m rưỡi, còn bề sâu vào trong á, là 57m. Thì cái chiều dài mà 57m như thế này thì chúng ta bố trí được quá là nhiều thứ luôn. Rồi, đối với căn biệt thự ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có là đến 4 cái mặt thoáng nha các bạn. Đây là cái đường để chúng ta dẫn ra cái khuôn viên phía sau. Đây giống như là cái đường nách ở bên hông của chúng ta này. Mình sẽ đi ra phía sau đó. Và mục đích mà chúng ta chừa cái phần bên hông như thế này thì những cái không gian phía bên trong bao gồm là phòng khách, phòng ăn hay là phòng ngủ thì đều rất là thông thoáng luôn. Đấy, đường này thì mình sẽ dẫn ra ở ngay cái khuôn viên ở phía sau đây các bạn này. Hiện tại bây giờ gia chủ đang nuôi gà, đang trồng rau ở phía sau. Đấy, quý vị các bạn chúng ta tham quan nhé. Quý vị nào mà chúng ta mà ngoài việc là muốn có một căn biệt thự để chúng ta nghỉ dưỡng, rồi có khuôn viên đất để chúng ta trồng rau, nuôi gà, thì chúng ta nên tham quan cái công trình nhà ở này. Đây là một căn biệt thự nằm ngay tại phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Về cái vị trí thì nó khá là thuận tiện, chúng ta ra cái chợ Tân Phước Khánh thì đâu đó khoảng tầm mấy trăm mét thôi. Kế bên là trường cấp 2 của Tân Phước Khánh B. Rồi mình sẽ về với thành phố Tân Uyên, thành phố Thủ Dầu Một và thành phố là Thuận An, thì cũng khá là thuận tiện luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, về vị trí giao thông huyết mạch thì khá là ok rồi. Còn nếu mà cụ thể hơn và chi tiết hơn nữa thì em mời quý vị các bạn chúng ta tới đây tham quan thực tế. Tại vì một số những cái vấn đề thông tin hay là hình ảnh thì có thể chúng ta xem qua video, nó chỉ như thế thôi. Nó là 100% như vậy, nhưng mà khi mà chúng ta tới thực tế thì nhiều khi nó khác, đúng không ạ? Nó đẹp hơn thì sao? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào phía bên trong nè. Vào phía bên trong để chúng ta tham quan xem là ở bên trong thì được bố trí như thế nào. Và cũng báo cáo với quý vị các bạn là căn biệt thự này thì đã qua sử dụng rồi. Và được xây dựng thì khoảng tầm 4 năm rồi quý vị các bạn nhé. Đã qua sử dụng rồi. Bây giờ gia chủ có nhu cầu chuyển đổi mục đích chỗ ở nên mới cần bán. Và mức giá hiện tại bây giờ gia chủ đang mong muốn là 8 tỷ. 8 tỷ bao gồm cả tiền nhà và tiền đất luôn quý vị các bạn. Pháp lý sổ hồng riêng, sổ tươi, sổ đang nằm ở nhà. Đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trong nào. Phía trước này sẽ có hai cái mảng xanh này. Hai mảng xanh.
và trụ cột ở đây thì làm rất là to luôn, đúng không ạ? Đấy, đây là phía trước đại sảnh của chúng ta. Đại sảnh đây thì sẽ được kiên cố bởi một lớp cửa. Cửa này là cửa xin pha 4 cánh. Đấy, để chúng ta kiên cố cho công trình nhà ở ngày hôm nay. Và không gian phòng khách ở đây quý vị nào. Không gian phòng khách đây. Quá rộng, rộng dã man luôn quý vị các bạn. Bên này thì sơ bộ thì tôi thấy là hiện tại bây giờ là chủ nhà đã dọn bớt đi một số thứ rồi. Nhưng mà đằng sau đó thì vẫn đang còn một số cái mà chúng ta cần quan tâm. Đây thì tôi thấy có hai quả lục bình, rồi bàn làm việc. Và gia chủ xây ở đây là xây để ở nha các bạn nhá. Nên là cái phần tường ở đây thì anh chủ anh chia sẻ là xây bằng tường 30k. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Bên này thì chủ nhà set up một cái kệ để trưng bày rượu ở đây. Đó. Bên này cũng thế, hồ cá koi ở bên ngoài rồi, bên trong này thì làm thêm một hồ cá nữa. Là một cái bể cá nữa và cá này là cá huyết long các bạn này. Và trần đây, khu vực trần chúng ta tham quan khu vực trần đi quý vị. Được rát vàng. Và cũng báo cáo với các bạn luôn thì đây là vàng công nghiệp, vàng lá công nghiệp thôi nhá. Ở đây có quả đền chùm này. Đấy, khá là to, phải không ạ? Rồi, cửa ngõ này kia thì được bố trí ở bên này. Tại vì chúng ta sẽ chừa ra khoảng tầm 2 mét ở cái mặt tiền bên hông để chúng ta bố trí được những cái không gian thoáng, là bao gồm những hệ cửa, cửa chính rồi cửa sổ này kia, rèm che thì chạy hết rồi. Đó, với một căn biệt thự giá 8 tỷ thôi quý vị các bạn. Đấy, 8 tỷ thôi. Cửa này sẽ là cửa nách bên hông này để chúng ta đi ra cái khuôn viên hồ nãy. Cầu thang thì đặt ở ngay dưới nhà đây và làm đúng là 21 bậc theo đúng phong thủy của chúng ta. Rồi, tiếp tục lấy kệ nữa các bạn. Kệ này thì chúng ta sẽ dẫn vào khuôn viên của nhà vệ sinh, phòng ngủ và phòng ăn ở phía bên dưới. Đây là cái phòng ngủ ở dưới tầng trệt đây. Phòng ngủ ở dưới tầng trệt thì được bố trí ở đây. Đó, hơi tối nhỉ. Đúng không? Hơi tối. Cái này thì chắc là do hệ thống đèn đang có vấn đề nên là chưa có sáng được. Phòng ngủ ở dưới ở đây. Bên này thì có thêm một bộ bàn ghế. Bàn ghế này thì mang tính chất là chúng ta giống như cái phòng khách thứ hai thôi. Đấy, mình bố trí ở đây, chiếu nghỉ này kia đây các bạn này. Rồi nhà vệ sinh thì ở đây. Đấy, nhà vệ sinh tầng trệt ở đây. Còn đi qua cái bộ cổng này thì chúng ta sẽ ra với khu vực là phòng ăn của căn nhà mây. Đấy, cửa ngõ này kia đây bố trí cũng khá là ổn luôn, đúng không ạ? Phòng ăn đây thì tôi thấy nó đơn giản thôi. Đó, đơn giản thôi, mọi thứ thì cũng là như vậy. Đó, tại vì chúng ta cũng chỉ là nấu nướng này kia thôi, đúng không? Tại vì căn biệt thự này thì xây dựng được khoảng 4 năm rồi. Nên là về cái ngôn ngữ thiết kế cũng như là về cái thẩm mỹ thì theo tôi nghĩ thì 4 năm trước thì như thế này thì cũng là tương đối thôi. Chứ còn để mà so sánh với hiện tại bây giờ thì không thể so sánh được. Đây chúng ta có đèn chùm này. Đấy, một bộ cổng này kia để chúng ta đi vào cái phòng ăn. Đấy, quý vị thấy đẹp không ạ? Với căn biệt thự này thì ngoài khu vực sân vườn thì tôi thấy là ổn rồi. Còn bên trong này thì anh chị chúng ta có thể mình cải tạo lại chút xíu, cải tạo theo cái sở thích và cái đam mê của chúng ta. Đấy, đèn chùm này kia, các thứ đèn thả đây được bố trí ở ngay khuôn viên là khu vực sinh hoạt chung. Đấy, khu vực sinh hoạt chung của chúng ta đây quý vị các bạn. Đấy, góc máy này chúng ta đang thấy được toàn cảnh rõ hơn quý vị này. Nó rất là rộng khi chúng ta đứng từ không gian là khuôn viên phòng khách nhìn ra cái khuôn viên ở bên ngoài sân vườn, rộng dã man luôn, đúng không ạ? Đấy, bố trí khá là đẹp luôn. Thì tôi đánh giá cao ở cái khuôn viên ở bên ngoài sân vườn, tại vì anh này anh bố trí khá là đẹp. Còn bên trong thì với một cái công trình mà đã xây dựng được 4 năm như thế này rồi thì so với hiện tại bây giờ thì nó có một cái gì đấy là nó cũ rồi. Đấy, nó xa xưa rồi. Nhưng mà cái này thì chúng ta theo tôi nghĩ thì về mình có thể mình cải tạo lại thì cũng được, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ lên khu vực ở trên lầu 1 đi quý vị các bạn. Đấy, chúng ta đang đi ở trên cái khu vực cầu thang. Cầu thang đây thì làm bằng đá đen, cổ dựng màu trắng và tay vịn thì là được làm bằng gỗ luôn. Đó. Ở trên lầu 1 thì không biết là phòng ngủ sẽ được bố trí như thế nào. Và quý vị các bạn, chúng ta đang xem video thì nhớ ấn đăng ký kênh nhé, để chúng ta theo dõi và tiếp cận được nhiều mẫu nhà đẹp ở trên kênh Nhà Đẹp 192 nha quý vị các bạn. Đây, tôi đang trong quá trình di chuyển lên khu vực ở trên lầu 1 đây. Ngay vị trí chiếu nghỉ đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái quả đèn chùm. Đấy, cũng khá là đẹp luôn, đúng không ạ? Đèn chùm này thì so với thời điểm trước đấy mà được làm như thế này thì cũng khá là bài bản rồi. Trên này thì cực kỳ rộng. Đấy, rộng dã man luôn quý vị ạ. Rộng lắm. Mình sẽ có một cái chỗ phơi đồ và nó giống như là cái ban công phía sau ở đây này. Đấy, ban công phía sau ở đây. Đã được rào lên làm khung bao hết rồi. Cho chúng ta mình để dàn nóng này kia ở đây. Cầu thang này thì sẽ dẫn lên cái sân thượng, tại vì nhà này chúng ta sẽ đổ 2 tấm. Đấy, đổ kiên cố luôn 2 tấm luôn quý vị nhá. Ngay đây sẽ có thêm một cái phòng vệ sinh các bạn này.
Đấy, nhà vệ sinh thì được bố trí ở ngay đây. Đấy, gương rất là to. Đấy, tôi thấy gương rất là to. Bên này cửa sổ, lại một tấm gương nữa. Đó, rất là rất to luôn. Tiếp tục đây sẽ là một căn phòng nữa các bạn. Phòng này thì hiện tại bây giờ thì gia chủ không có ở đây. Nên là bây giờ đang để giống như để kho vậy thôi. Đấy, sau này về thì chúng ta set up thêm. Đó các bạn. Rồi, mình tiếp tục đến quý vị các bạn. Vậy là vị trí như vậy là trên này thì chúng ta sẽ bố trí được thêm hai căn phòng nữa. Đây là cửa nách này. Cửa nách để chúng ta đi ra cái khu vực ban công. Đúng không ạ? Rồi, căn phòng ngủ cuối cùng ở đây. Vậy là trên này mình sẽ bố trí được hai căn phòng ngủ và phía dưới thêm một căn phòng ngủ nữa là ba phòng. Đây là cái phòng ngủ cuối cùng đây các bạn này. Đấy. Phải sơ bộ là như vậy thôi, đúng không ạ? Rồi, khuôn viên cuối cùng đây các bạn. Khuôn viên cuối cùng đây thì mình sẽ có là cái ban công phía trước và phòng thờ gia tiên thì được bố trí ở ngay đây. Đó, phòng thờ gia tiên bố trí ở đây. Đó quý vị các bạn. Và bây giờ chúng ta xuống dưới đi. Em chốt lại vấn đề về công trình và căn biệt thự này nhá. Xin mời quý vị các bạn ạ. Quý vị các bạn vừa cùng với Nhà đẹp 192 mới tham quan xong một căn biệt thự sân vườn nằm ngay tại phường Tân Phước Thánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đây là một căn biệt thự có tổng khuôn viên là 448m², bề ngang sẽ là 8m, còn sâu vào trong là 57m. Công trình biệt thự này thì có hướng là Tây Nam. Đấy, anh chị và cùng với em vừa mới tham quan xong thì quý vị các bạn chúng ta có cảm nhận như thế nào? Chúng ta hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Và chúng ta có những góp ý như thế nào thì chúng ta cũng hãy để lại phía bên dưới luôn. Giá bán là 8 tỷ thì theo quý vị các bạn chúng ta có phù hợp đối với tổng thể căn biệt thự ngày hôm nay hay không nhá. Chúng ta cũng hãy cứ để lại bình luận. Và anh chị nào mà chúng ta muốn trực tiếp tới đây để chúng ta tham quan thì vui lòng là gọi cho em theo cái số điện thoại đang chạy trên màn hình hoặc là add cái Zalo theo cái số ở trên màn hình. Em sẽ gửi định vị của căn biệt thự này, chúng ta trực tiếp tới đây mình tham quan và mình cho cái đánh giá chi tiết hơn. Và cuối video thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video lần sau. Anh chị nào chúng ta chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh nhá để chúng ta tiếp cận được nhiều mẫu nhà đẹp. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.